Sáng ngày 20 tháng 11 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương đã diễn ra chương trình nhớ ơn người thầy, kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam dành cho người bệnh, công tác trong ngành giáo dục, cũng như những giáo viên tình nguyện hỗ trợ người bệnh tại viện. Tham dự chương trình có hơn 20 người bệnh là giáo viên, 10 đơn vị cá nhân là các giáo viên tình nguyện hỗ trợ kiến thức, tinh thần, thể chất cho người bệnh điều trị tại viện. Các bệnh nhi đã tham gia lớp học cùng các đơn vị thiện nguyện, nghệ sĩ tình nguyện. Hôm nay thật sự là lần đầu tiên mình được tham dự cái buổi kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Đã một cái buổi mà để lại cho mình rất là nhiều cảm xúc, những cái tình cảm thân thương, ấm áp và thật sự là thấm đẫm tình người. Đấy. Và mình cũng mong muốn là sau này nếu có cơ hội mình cũng sẽ tham gia vào những cái lớp học tình thương ở Viện Huyết học để có thể đồng hành chia sẻ cùng với các con bệnh nhi để các con có được đạt được những cái mong ước đến với những con chữ, đến với những cái điều mà các con mong muốn. Chương trình cũng dành sự tri ân đến các thầy cô giáo, huấn luyện viên tình nguyện. Sự đồng hành của các thầy cô giáo đã tạo nên thành công trong suốt nhiều năm hoạt động của các lớp học dành cho bệnh nhi, lớp tập thể chất cho bệnh nhân người lớn. Mình cũng mong muốn giống như bản thân mình, có lòng tin như vậy thì cũng mong muốn tất cả các thầy cô giáo đang là bệnh nhân của bệnh máu và cũng như là tất cả các cái người bệnh đang điều trị tại nơi này hãy giữ vững cái niềm tin, vì chính cái sự lạc quan sẽ giúp chúng ta chiến thắng tới 80% bệnh tật. Tôn sư trọng đạo là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt Nam. Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, hình ảnh người thầy vẫn luôn mang vẻ đẹp thiêng liêng và được trân trọng.